Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa được tạp chí du lịch Travel Leisure có trụ sở tại New York, Mỹ xếp thứ 13 trong danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á năm 2021. Đây không phải lần đầu tiên Hội An xuất hiện trên tạp chí danh tiếng của Mỹ. Năm 2020, Hội An đứng đầu trong danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, vượt trên nhiều thành phố du lịch nổi tiếng khác như Chiang Mai, Thái Lan và Kyoto, Nhật Bản. Khi đó, Travel Leisure dành nhiều lời khen tốt đẹp cho Hội An, rằng Hội An là một thành phố duyên dáng, cổ kính, kiến trúc khác biệt và là một trong những nơi có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới. Quan trọng nhất, Travel Leisure nhấn mạnh Hội An là nơi có những con người thân thiện, những người luôn muốn chia sẻ những gì tốt nhất của nơi này. Hội An là điểm du lịch rất nổi tiếng của Việt Nam. Từ năm 1999, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới.